Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là chiều thứ 6, ngày 4 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng, thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng rất mạnh, tăng tới hơn 18 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 1,15%. Hiện tại đang đứng quanh mức 1.648 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.628,46 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.648,67 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ quay đầu giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,36%, hiện tại đang đứng ở mức 112,575 điểm. Còn đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin liên tục biến động, hiện tại vẫn giao dịch quanh mức 20.500 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 4,135% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô trong xuống tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 2,42%, giao dịch ở mức 90,060 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì theo tín hiệu từ Fed, lãi suất của Mỹ sẽ được duy trì ở mức rất cao trong cả năm 2023 và thậm chí sang cả năm 2024. Tín hiệu này sẽ hỗ trợ cho đồng bạc xanh về dài hạn. Mặc dù chịu áp lực bán rất mạnh nhưng vàng cũng đã được hỗ trợ bởi một số yếu tố. Trong đó có sức cầu bắt đáy ở ngưỡng hỗ trợ 1.620 đô la Mỹ trên một ounce và mức hỗ trợ mạnh hơn là ở 1.600 đô la Mỹ trên ounce. Bên cạnh đó thì vàng sắp bước vào mùa cao điểm tiêu thụ vàng ở châu Á, trong đó có hai quốc gia đó là Trung Quốc và Ấn Độ. Gần đây thì ngân hàng trung ương nhiều nước đã đẩy mạnh mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và để chống lạm phát. Giới đầu tư cũng đang chờ đợi Trung Quốc mở cửa sau thời gian dài tăng cường kiểm soát để phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Tranh thủ thời điểm giá vàng trong nước đang chững lại và gần đến dịp cuối năm thì nhiều người dân tìm đến vàng với kỳ vọng chờ giá vàng tăng vào dịp Tết Nguyên đán 2023 để lướt sóng. Trong khi đó thì trên thị trường tự do, người nắm giữ đồng đô la Mỹ lãi lớn khi mà giá liên tiếp tăng thời gian vừa qua. Theo khảo sát tại phố vàng Trần Nhân Tông Hà Nội, lượng khách mua vàng bắt đầu đông hơn so với tháng trước. Ví dụ cụ thể là bà Nguyễn Thu tại Hai Bà Trưng Hà Nội đến mua 3 lượng vàng miếng SJC tại cửa hàng vàng Doji Trần Nhân Tông cho biết, đây là số tiền bà vừa đi rút tiết kiệm ở ngân hàng. Mọi năm, thời điểm Tết Nguyên đán và ngày Vía Thần Tài, có nghĩa là ngày mùng 10 tháng Giêng, giá vàng thường tăng mạnh nên tôi chuyển sang mua vàng chờ lên giá, bà Thu nói như vậy. Còn theo anh Lê Thanh Tuấn, nhân viên cửa hàng vàng tại phố Trần Nhân Tông cho biết, bước sang tháng 11 cho đến nay thì số lượng người mua vàng đông hơn so với các tháng trước đó. Có thời điểm, người dân đến mua bán vàng phải xếp hàng chờ khoảng từ 30 cho đến 40 phút mới được giao dịch. Càng sát về thời điểm cuối năm thì người dân thường đến mua vàng nhiều hơn so với thời điểm giữa năm. Một số người dân thì có tâm lý mua vàng chờ lên giá vào Tết để bán hưởng chênh lệch theo anh Tuấn cho biết. Còn với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.693 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng thêm 6 đồng trên 1 đô la Mỹ so với phiên hôm qua. Còn tại các ngân hàng thương mại, cụ thể với Vietcombank thì niêm yết mua vào ở mức 24.561 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 24.871 đồng trên 1 đô la Mỹ, không có thay đổi so với hôm qua. Còn với ngân hàng Vietinbank thì mua vào ở mức 24.606 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra ở mức 24.878 đồng trên 1 đô la Mỹ, tiếp tục tăng 9 đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiều mua vào. Còn với giá đô la Mỹ tự do tại chợ đen mua vào mức 25.300 đồng trên 1 đô la Mỹ và bán ra mức 25.380 đồng trên 1 đô la Mỹ, như vậy là tiếp tục tăng 30 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều giao dịch. Như vậy là người nắm giữ đồng đô la Mỹ trong vòng 1 tháng đã có mức sinh lời khoảng từ 800 cho đến 900 đồng trên 1 đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Sang đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước cũng như là vàng nhận bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác đều duy trì xu hướng tăng khá mạnh trở lại. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau:
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra. Hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này đang là 1 triệu đồng trên lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.710.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000, tăng 20.000 ở chiều mua, tăng 30.000 ở chiều bán. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.615.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.617.000, bán ra 6.709.000, tăng 10.000 ở chiều mua, tăng 11.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.640.000, bán ra 6.740.000, tăng mạnh 40.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.540.000, bán ra 6.680.000, giảm 10.000 ở chiều mua, tăng 10.000 ở chiều bán. Ngân hàng TBank Gold mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại duy trì đã tăng khá mạnh 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra thời điểm này vẫn dao động ở mức cao trong khoảng 1 triệu cho đến 1.020.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Huế mua vào 6.617.000, bán ra 6.723.000. SJC Bình Phước mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.620.000, bán ra 6.720.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.622.000, bán ra 6.725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.620.000, bán ra 6.722.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.618.000, bán ra 6.722.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại được điều chỉnh tăng trong khoảng từ 42 cho đến 100.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 4.200 cho đến 10.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.180.000, bán ra 5.280.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.180.000, bán ra 5.290.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.160.000, bán ra 5.240.000, cùng tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chỉ bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.058.1000, bán ra 5.188.1000. Vàng 18K mua vào 3.745.4000, bán ra 3.945.4000. Vàng 14K mua vào 2.870.2000, bán ra 3.070.2000. Vàng 10K mua vào 2.000.003000, bán ra 2.200.003000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.